Chào cả nhà. Chào mấy chị yêu. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mấy chị những cái mẫu bộ rất là đẹp luôn. Cái mẫu này, những mẫu này thì rất là phù hợp với mùa hè. Mình mặc rất là mát mẻ, mình có thể mặc đi chơi, đi cà phê, cà pháo với bạn bè và mặc đi biển là rất là thích hợp. Và mấy chị có thể là mặc ở nhà, xinh, rất là xinh đẹp, dễ thương và mát mẻ nữa. Đây là set bộ như em đang mặc đây nha mấy chị. Đây, hôm nay thì em sẽ có hai kiểu để giới thiệu cho mấy chị. Đầu tiên là mẫu em đang mặc và mẫu thứ hai sẽ là mẫu như thế này. Đây, em đang mặc là kiểu có tay và mẫu thứ hai sẽ là cái kiểu dây nha mấy chị, kiểu hoa dây. Mẫu nào cũng cực kỳ dễ thương luôn. Và cái họa tiết của nó là xinh, cực kỳ xinh và có nhiều màu luôn. Giá cũng rất là dễ thương, chỉ có 195.000 một bộ thôi nha mấy chị. Cái này là vải tôn Thái. Vải tôn Thái chất vải rất là mát luôn. Cái này là vải tôn Thái mà chất vải hàng đẹp nha mấy chị. Hàng đẹp, vải rất là mát luôn. Chỉ có 195.000 một bộ thôi nha mấy chị ơi. Và đặc biệt là chị nào mình chia sẻ video về trang cá nhân để chế độ công khai thì mua 2 bộ trở lên shop miễn phí ship nha mấy chị ơi. Nhớ là mình phải chia sẻ video về trang cá nhân để chế độ công khai thì mua 2 bộ trở lên miễn phí ship luôn. Và bên em là mấy chị nhận hàng là mình được thử hàng luôn. Nhận hàng, giao hàng tới là mấy chị thử hàng, được thử hàng trước khi thanh toán luôn. Kiểm tra hàng đầy đủ nên là không có ngại gì hết, không ngừng ngại đắn đo suy nghĩ gì hết mà phải nhanh tranh thủ nhanh tay chốt nha. Rồi em sẽ bắt đầu luôn. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cái mẫu có tay đây. Đó, mẫu em đang mặc đây. Cái mẫu này là mã số B893 nha mấy chị. Cái kiểu có tay đây là mã số B893. Đó, rất là xinh. Cái này nó có 3 này mấy chị, nó có 3 thun. Có size 60kg đó lại tùy chiều cao nha mấy chị ơi. Có chất 3 thun vải tôn Thái cực kỳ mát mà kiểu dễ thương. Đây còn phong quần này, cái này là lưng thun. Dễ mặc lắm. Đó, rất là duyên dáng luôn. Có 6 màu nha mấy chị. Mẫu này là em có 6 màu. Màu em đang mặc là màu, em đang mặc là màu xanh đen. Màu em đang mặc là màu xanh đen nha. Màu vàng em sẽ mặc hết từng màu cho mấy chị xem để mấy chị dễ lựa luôn nha. Đây, em màu xanh đen là màu em đang mặc đây. Còn màu đây là màu vàng. Màu nào cũng cực kỳ xinh hết. Màu tiếp theo là màu tím. Màu đây là màu tím nha mấy chị, màu tím. Mã số B893. Bộ em đang mặc là mã số B893. Cái này là đỏ nha mấy chị, đỏ đô nha. Đó, tại vì em có thể là do ánh sáng, em đang quay video thì sẽ có ánh sáng đèn. Và tùy theo cái ánh sáng điện thoại của mấy chị nên là nhìn nhiều khi nó sẽ bị tươi. Còn cái này là đỏ đô nha mấy chị. Đó, tiếp theo đây là màu xanh vỏ đậu. Màu này là màu xanh vỏ đậu nha mấy chị. Ai xanh vỏ đậu, có 3 thun, size tầm 60kg đối lại là vừa. Tùy chiều cao nha, cái này là màu nâu. Đó, rất là dễ thương luôn. Có tới 6 màu cho mấy chị lựa. Em sẽ mặc hết đủ các màu cho mấy chị dễ lựa luôn nha. Rồi, mã số B893 giá chỉ có 195.000 thôi. 195.000 một bộ. Và chị nào mình chia sẻ video về trang cá nhân để chế độ công khai thì mua 2 bộ mình shop miễn phí ship luôn nha mấy chị ơi. Mấy chị đặt hàng thì mình để lại mã số nè, kèm theo màu sắc, số điện thoại bên dưới thì nhân viên sẽ gọi lại tư vấn cho mấy chị về kích thước, số đo và cách thức giao nhận hàng bên em nha mấy chị, để mấy chị dễ lựa chọn cái phù hợp với mình để mình đặt luôn. Đó, nhanh tay đặt hàng mã số B893. Cái này là màu xanh đen, rất là duyên dáng, một bộ đồ mà mặc mát lắm, rất là thích luôn. Mấy chị nên mua 2 bộ, 3 bộ trở lên, tại vì mua một bộ rồi mấy chị sẽ còn rất là thích nữa, mình sẽ phải mua nữa. Nên là mấy chị yên tâm mà mình đặt hàng, mình được thử hàng trước khi thanh toán luôn. Nên là mình cứ yên tâm và mình đừng có suy nghĩ một hồi là sẽ hết cái màu mình thích, nên là tranh thủ nha. Đó, cách mà để mình đặt hàng nhanh nhất đó là gọi điện vào số hotline 0931405002. Và có rất là nhiều số em viết phía bên ngoài để mấy chị gọi, chứ không phải là chỉ có duy nhất một số em đọc đâu. Đó, nhanh tay đặt hàng nha mấy chị. Rồi em sẽ chuyển qua màu khác luôn. Cái đây là màu xanh đen nha mấy chị ơi. Đó, nhìn ở ngoài là mấy chị sẽ phải thích mê nữa. Tại vì mặt vừa đẹp mà kiểu dáng đẹp nè. Vải thì rất là ok. Và cái này là vải tôn Thái nha mấy chị. Mặt mát cực kỳ luôn. Rất là phù hợp với mùa hè này đó. Da này 3 thun, kiểu thì dễ thương, kiểu thì cực kỳ dễ thương luôn. Mình mặc đi chơi nè, hoặc là mình mặc ở nhà, rất là xinh luôn. Rồi em sẽ chuyển qua màu khác luôn nha mấy chị. Đây, màu tiếp theo là màu xanh vỏ đậu nha mấy chị. Xanh vỏ đậu, cái này là cái bộ này là họa tiết hoa chân. Đó, hoa chân này rất là xinh luôn. Vải tôn Thái nha, giá chỉ có 195.000 một bộ thôi. Đảm bảo là mua một bộ mấy chị sẽ rất là thích. Ở bên ngoài thì mấy chị nhìn nó sẽ đẹp hơn, sẽ dễ thương hơn. Và mặc lên người là đảm bảo rất là thích luôn nha mấy chị ơi. Size 60kg đó lại, tùy chiều cao là sẽ mặc vừa nha mấy chị. Bộ này là mã số B893. Đó, màu em đang mặc là màu xanh vỏ đậu. Rồi, em sẽ chuyển qua màu khác luôn nha mấy chị. Đây, quá đẹp luôn. Nhanh tay chọn màu nha mấy chị ơi. Chọn cái màu mình thích rồi mình tay nhanh tay mình đặt luôn.
Chị nào mà chia sẻ video về trang cá nhân địa chỉ đồ không khai là mua 2 bộ trở lên shop miễn phí ship và giá chỉ có 195.000 một bộ cho một bộ đồ quá dễ thương như thế này thôi. Đó, rồi em sẽ chuyển qua màu khác luôn. Đây. Đây là màu vàng nha mấy chị, cái này là màu vàng nghệ nha. Màu rất là đẹp, màu vàng là mặc lên rất là sáng da và đặc biệt chị nào da trắng là mặc màu vàng cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn. Đó. Cái này họa tiết hoa chân. Họa tiết hoa chân rất là xinh, nhẹ nhàng, dễ thương. Mặc đi chơi hoặc là đi biển mùa hè này là mấy cái bộ này rất là thích hợp luôn. Vừa mát mẻ vừa xinh. Này là chất vải tôn thái nha mấy chị. Đây cái lưng quần là lưng thun nha. Đó trên này là nó có bao eo nè. Size 60kg đó lại là vừa nha mấy chị. Mã số B893. Bộ em mặc là mã số B893. Chị nào chốt hàng thì mình để lại mã số, kèm màu sắc, số điện thoại và địa chỉ. Bên dưới thì nhân viên sẽ gọi lại tư vấn nha. Rồi em sẽ chuyển qua màu khác luôn nha mấy chị. Đó màu vàng, xinh ơi là xinh. Quá xinh luôn. Đây màu tiếp theo là màu nâu nha mấy chị. Màu đây là màu nâu, rất là xinh luôn. Mấy cái màu này là màu nào cũng xinh hết. Nên là mấy chị có thể là chọn cho mình mấy màu, hai màu, ba màu gì đó. Tại vì mấy cái bộ này là mặc vừa mát mà lại rất là xinh đẹp, nhã nhặn, cực kỳ phù hợp với mùa hè luôn. Mình có thể mặc đi chơi hoặc là mình mặc ở nhà cũng thoải mái, xinh, xinh giả mang luôn. Đó, mã số B893 nha mấy chị. Bộ này là mã số B893 nha. Giá chỉ có 195.000 một bộ thôi. Và size từ 60kg đó lại tùy chiều cao. Rồi em sẽ chuyển qua màu khác luôn nha mấy chị. Đây màu tiếp theo là màu tím nha mấy chị. Đó rất là xinh luôn. Màu nào cũng rất là xinh. Đó mấy chị hãy chọn cho mình những cái màu mà mình thích. Nhưng phải tranh thủ lẹ tay lên nha. Mẫu đây là em đang bán, là mấy chị đang chốt hàng rất là nhiều. Nên là mình phải tranh thủ chứ không là sẽ hết cái màu của mình thích nha. Nhiều khi còn hàng nhưng mà lớn hết cái màu của mình thích. Nên là phải nhanh tay mình đặt liền nha mấy chị. Màu tím. Đây màu đây là màu tím rất là xinh luôn. Đó. Rồi em sẽ chuyển qua màu khác cho mấy chị xem luôn. Đây tiếp theo là màu đỏ. Màu cuối cùng của mẫu này là màu đỏ nha mấy chị. 6 màu. Đó em mặc đủ 6 màu rồi nha. Mã số B893. Bộ này là mã số B893 nha mấy chị. 195.000 một bộ thôi. Chị nào chia sẻ cái video này về trang cá nhân để chế độ công khai thì mua 2 bộ trở lên shop miễn phí ship nha mấy chị. Mình đặt hàng thì mình để lại mã số này kèm màu sắc và số điện thoại bên dưới thì nhân viên sẽ gọi lại tư vấn nha. Rồi màu đỏ mã số B893. Rồi em sẽ chuyển qua mẫu khác luôn nha mấy chị. Em sẽ chuyển qua mẫu tiếp theo luôn. Đây đây là mẫu tiếp theo nha mấy chị. Mẫu tiếp theo là kiểu hai dây, rất là mát và kiểu cực kỳ dễ thương luôn. Đó cái mẫu này là mã số B890 nha mấy chị. B890 giá cũng chỉ có 195.000 thôi. Thì mấy chị có thể là mình mua một bộ có tay giống như lúc nãy hoặc là vết thêm một bộ hai dây như thế này là rất là xinh. Hai kiểu, kiểu nào cũng rất là duyên dáng, mặc mát mẻ, rất là xinh, rất là phù hợp với mùa hè luôn. Rồi bộ này thì em cũng có 6 màu nha mấy chị. Em đang mặc là màu xanh dương. Màu em đang mặc là màu xanh dương nha mấy chị. Em đang mặc xanh dương, cái này là màu đỏ nha. Hoa chân, kiểu này cũng là hoa chân luôn, rất là xinh. Đây là màu nâu. Màu nâu nha mấy chị, đây là màu vàng đó. Màu vàng nhẹ nha. Đây, tiếp theo là màu xanh đen. Và đây là màu tím. Có 6 màu thì em cũng sẽ mặc 6 màu cho mấy chị dễ lựa nha. Đó. Chị nào mà chia sẻ video về trang cá nhân để chế độ công khai thì mua 2 bộ trở lên shop miễn phí ship nha mấy chị. Bên em là mấy chị được thử hàng trước khi thanh toán nên là mình phải nhanh tay mình chọn màu nha. Chọn màu, chọn mẫu mình thích để mình chốt nhanh chứ không là sẽ hết hàng. Rồi em sẽ qua màu tiếp theo luôn. Bộ đây là mã số B890 nha mấy chị. Đây bộ này là B890. Đó cái này nó cũng có độ bo co giãn nè. Size 60kg đó lại tùy chiều cao. Đó có 3 thun, rất là xinh. Lưng thun nha mấy chị, vải tôn thái, mặt mát cực kỳ xinh duyên dáng lắm. Rồi em sẽ qua màu khác luôn. Đây tiếp theo là màu xanh đen nha mấy chị. Màu tiếp theo là màu xanh đen. Đây tiếp theo là xanh đen, rất là xinh luôn. Màu nào cũng xinh hết. Mấy chị phải chọn cái màu mình thích nha, chứ không là sẽ hết nha mấy chị. Còn hàng mà hết màu mình thích là cũng không có chốt được, đúng không mấy chị ơi? Đó mã số B890. Mẫu này, mẫu hai dây này là B890 nha mấy chị. Cũng giá 195.000 một bộ thôi. Mà cái bộ này rất là xinh, vải tôn thái mặt mát cực kỳ luôn. Đã đảm bảo mấy chị nhận, mấy chị sẽ rất là thích. Mình mặc ở ngoài, mình mặc lên người mình là sẽ thấy rất là đẹp. Mấy chị sẽ rất là thích luôn. Nên là mấy chị có thể là mua 2 bộ. Và chia sẻ video về trang cá nhân để chế độ công khai thì mua 2 bộ trở lên shop miễn phí ship nha. Rồi em sẽ qua màu khác cho mấy chị xem luôn. Đây màu tím, rất là xinh. Đó, hoa chân,
kiểu hai dây này rất là xinh luôn á mấy chị, bo eo này thấy không, rất là xinh, rất là duyên dáng luôn. Bỏ qua mẫu này là rất là tiếc nha mấy chị, bỏ qua mẫu này là cực kỳ tiếc luôn, tại vì mặc lên người là thấy nó duyên dáng, nhẹ nhàng, xinh lắm, rất là phù hợp với mùa hè này nữa. Có nhiều màu cho mấy chị lựa luôn và giá chỉ có 195.000 một bộ thôi. Bộ đây là mã số B890 nha mấy chị ơi. Mình đặt hàng là mình nhớ comment mã số kèm màu sắc, số điện thoại bên dưới thì nhân viên sẽ gọi tư vấn cho mấy chị nha. Rồi em sẽ chuyển qua màu khác luôn nha mấy chị. Đây màu vàng. Tiếp theo là màu vàng. Màu vàng nghệ nha. Cái này là màu vàng nghệ nha, xinh lắm. Màu vàng này xinh lắm mấy chị ơi. Đó, thấy không? Kiểu quá là xinh. Không nên bỏ lỡ một mẫu quá xinh đẹp như thế này mà giá cũng rất là dễ thương, chỉ có 195.000 thôi. Phải tôn thái mặt mát lắm nha mấy chị. Giao hàng tới là mấy chị được thử hàng trước khi thanh toán nữa, nên là không nên suy nghĩ đắn đo ngần ngại một hồi lại sẽ hết cái màu của mình thích nha mấy chị ơi. Rồi em sẽ chuyển qua màu khác luôn. Đó, màu vàng quá xinh đẹp, rất là xinh đẹp luôn. Rồi em chuyển màu luôn. Đây, đây là màu nâu nha mấy chị ơi. Đó, màu kiểu này là hoa chân xinh đẹp, rất là xinh luôn, kiểu cách là thở tôi nói. Đó, cực kỳ xinh và mặc mát mẻ. Mình mặc đi chơi, đi cà phê, cà pháo hoặc là mình đi biển, mình mặc ở nhà cũng xinh. Đó, thấy không? Đây là màu nâu nha mấy chị ơi, màu nâu. Rồi em sẽ chuyển qua màu tiếp theo luôn. Đây, màu cuối cùng là màu đỏ nha mấy chị ơi. Đó, màu cuối cùng rất là xinh đẹp luôn. Đó, hai mẫu và mỗi mẫu có 6 màu và em đã mặc đủ 6 màu, hai kiểu cho mấy chị xem rồi. Đó, việc của mấy chị là bây giờ là mình phải thích cái màu nào đó, mình nhấc máy lên, mình gọi điện thoại, mình chốt hàng ngay nha mấy chị. Số điện thoại để mấy chị gọi là 0931405002. Và có rất là nhiều số em viết phía bên ngoài để mấy chị gọi, chứ không phải là chỉ có duy nhất một số em đọc đâu nha mấy chị ơi. Đó, và mấy chị có thể là comment mã số kèm màu sắc, số điện thoại bên dưới thì nhân viên sẽ gọi lại tư vấn cho mấy chị về cách thức giao nhận hàng bên em nha mấy chị, một cách rõ ràng để mấy chị dễ hiểu hơn nha mấy chị ơi. Đó, cái bộ này, cái bộ em đang mặc đây là mã số B890. Bộ lúc có tay lúc nãy là B893 thì mấy chị thích mẫu nào là mấy chị có thể để lại comment bên dưới thì nhân viên bên em sẽ gọi tư vấn hỗ trợ cho mấy chị nha. Và bên em là giao hàng tới là mấy chị được kiểm tra hàng và được thử hàng nha mấy chị ơi. Được thử hàng trước khi mình thanh toán luôn. Nên việc của mấy chị bây giờ là mình phải suy nghĩ, nhưng mà phải nhanh lên. Suy nghĩ là mình sẽ chọn mẫu nào, màu nào, kiểu là như thế nào đây để mình đặt hàng một cách nhanh nhất luôn. Tại vì mẫu này là em đang bán rất là nhanh. Đó, nên là mình phải nhanh tay chứ không là sẽ hết cái màu của mình, hết cái màu của mình thích nha mấy chị ơi. Không ngần ngại gì hết mà phải lẹ tay lên. Và bộ này là giá chỉ có 195.000 một bộ thôi. Cái mẫu, hai mẫu em mới giới thiệu cho mấy chị thì hai mẫu đều giá 195.000. Thì mấy chị có thể là mua một mẫu có tay và một mẫu hai dây như thế này mình kết hợp vô. Và chị, và đặc biệt hơn là chị nào chia sẻ video này về trang cá nhân để chế độ công khai thì mua hai bộ trở lên shop miễn phí ship nha mấy chị. Chia sẻ video về trang cá nhân để chế độ công khai, mua hai bộ trở lên là mình được mua với giá miễn phí ship luôn. Quá tuyệt vời. Giao hàng tới tận nhà và được thử hàng luôn thì không còn gì tuyệt vời hơn hết. Nên là mình phải nhanh tay đặt hàng nha. Rồi, bên em là có livestream mỗi ngày là 12 giờ trưa và 8 giờ tối trong mỗi buổi live. Thì ngoài những cái set bộ như thế này thì sẽ có đầm này, có áo, có quần, có áo khoác, có cụ đủ thứ hết, rất là nhiều kiểu và phụ kiện nữa. Trên mỗi cái live, trên mỗi buổi live sẽ có rất là nhiều mẫu luôn. Nên chị nào chưa ấn nút đăng ký kênh YouTube và chưa ấn like trang fanpage thì mình nhanh tay ấn nút đăng ký kênh YouTube và ấn like fanpage nha, để mình nhận được thông báo mình xem livestream trực tiếp mỗi ngày, để mình cập nhật mẫu mới để mình đặt hàng một cách dễ dàng hơn nha mấy chị. Nhớ ấn nút đăng ký kênh YouTube và bấm like trang fanpage nha mấy chị ơi. Rồi bây giờ thì mấy chị nhanh tay đặt nha. Mấy chị có thể là ghé trực tiếp tới shop số 48 đường C12 phường 13 quận Tân Bình, tới shop mình chọn mẫu mình thử trực tiếp luôn nha mấy chị ơi. Rồi tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại mấy chị vào những video tiếp theo nha. Bấm đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn nha.